Cho đang hỏi một việc, không biết cô bác anh chị có tin vào tâm linh hay không. Nhưng đối với Đăng, Đăng tin vào tâm linh. Và đặc biệt trong câu chuyện của chú Đếm, người được ví như là vua khỉ đã mất mạng khi đang cưa cây. Cái nghề mà chú Đếm gắn liền với nó hơn mười mấy năm. Số cây chú cưa, số dừa chú hái còn nhiều hơn số cơm gạo chú ăn hàng ngày. Chắc cô bác anh chị cũng đã từng nghe qua khi ông bà xưa ta kể lại. Trong những thân cây lâu năm hay còn gọi là thân cây cổ thụ, thường có những linh hồn trú ngụ trong đó. Đó có thể là thần cây, cũng có thể là những thế lực siêu nhiên tà ác. Thân cây mà chú Đếm cưa là loại cây bạch đàn, người miền Tây gọi là bạch đằng. Có tuổi đời hơn 40 năm, gần như không ai dám đụng chạm vào nó. Và đang phải giật mình khi đến hiện trường, trước mắt đang là một thân cây cực kỳ to. Và điều quan trọng, bên cạnh đó còn có thêm hai ngôi nhà bảo hoang. Và câu chuyện của hai ngôi nhà này khiến mọi người phải lạnh người. Ba Hà ông chồng bây giờ ông chết rồi, rồi con nó lợi đó, nó sợ ngã vô mã. Ông già bà già nó, cái cháu đang coi nó mã tùm lum hết trơn đó. Rồi thêm có một đứa con gái hồi đó nó có bầu, rồi nó chết, rồi nó linh dữ lắm. Là ngay đó luôn hả? Ngay đó luôn, rồi chôn ngoài đồng á, sao rồi mới lấy cốt đem vô. Dạ. Mà người ta đi người ta cũng gặp nó là hiện hình đi cái lộ đó hoài à. Trời ơi. Rồi lát mấy cháu đang coi. Rồi cái thằng cháu tôi thì nó không có hiểu. Chứ theo cái cây đó, cái ông chủ nhà, ông lại ông giá, ông giá búa rồi á, là đốn mới được. Cái này nó leo lên trển, nó cắt bận đầu á là nó tắt cái máy rồi nó cái lưỡi cưa nó mắc trển rồi. Dạ. Nó mới tuột xuống chừng 20 feet, nó tuột xuống. Nó mới đi á là vô trong thằng bạn nó cắt chung với nó đó. Thằng bắn vào cô bác anh chị. Thì phía trước quý cô bác anh chị đây là chú Tạo. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi theo chú Tạo, dắt anh em mình đến cái hiện trường mà xảy ra cái vụ tai nạn khiến chú Đếm 42 tuổi đã mất mạng ở trên cây. Thì từ nhà ra đây cũng khá là gần. Ở trong cái khu vườn này hả chú? Ủa con thấy hình như có nhà bảo quan hả? Sâu cũng không sâu không một cái khu vườn đây là trong vườn lên ạ. Ở trong đây có dắt hay có đĩa gì không ta? Không có nhà đây, nhà gì đây chú? Nhà bảo quan hả? Ừ. Trời ơi, vậy thì cô có chia sẻ ở đây là bên đó cũng có nhà bảo quan nữa đó. Có mấy cái nhà bảo quan không chú? Hai cái bảo quan nè. Ừ, nhà cổ xưa này quý vị. Đó hồi trước mà tiền làm bằng đá quý vị. Đá hồi trước á. Cái lối kiến trúc này á là những của những ngôi nhà cổ. Bây giờ là chú Tạo dắt ra. Ủa, xa lắm mà chú. Đây là tới rồi nè. Tới hả? Nè. Trời nước quá trời luôn. Ừ. Này chắc lâu rồi người ta không có dọn vườn hay gì mà cây cối um sùm hết ta. Ừ. Đây có cây chuối rồi quá trời nữa gì. Bây giờ cái cây nó còn nằm ở đó không chú? Còn, cây còn nằm. Trời, từ đầu lộ vào nó chạ cưa xuống hai cây rồi nè. Cây thứ ba nó nằm ở trong đó. Hai cây nào chú Tạo ơi? Hả? Hai cây đó. Đợi gốc coi luôn. À, hai cây này là đã được đưa xuống trước. Ừ. Ngày trước á. Ừ. Nè, cái cây của nó là nó bị tai nạn là cây này nè. Nè. Wow. Trời ơi. Rất là to đó, cây bự vậy đó. Nó bị xúc chéo rồi nè. Cái này đúng rồi. Cái này nè. Nó 40 năm mà đúng rồi đó. Đó.
nó nằm đây nè, nằm nó rút đầu lên đây nè, là cái đầu đầu của nó nằm đây nè, rồi xong rồi cái khúc trên khúc này nè, kẹp vào cổ khúc này nó mới đập xuống nè, nè nó tét nè, đó nó đập xuống này nè, nó đứng dưới này nè. Ừ, là chú đếm cái chân là bình dưới để gác lên cái này. Ừ, gác lên đây nó chồm lên gì nè. À, trời ơi. Đó. Rồi cây nó đặt xuống. Cây đó gãy ngang xuống đè luôn. Ừ, đó. Ôi ôi, vậy cây này. Chỉ còn cái nhánh này nữa thôi đó. Là hạ nhánh nó xong rồi mình... Là rồi đó. Để đưa xuống không á. Rồi bắt đầu là mới xuống gốc mình cắt á. Là xong. Ừ, là nhánh cuối cùng luôn. Ừ, cây cuối cùng. Nhánh cuối cùng. Đó nó vậy. Cái cây này theo chú đoán là khoảng là 40 năm rồi. 40 năm rồi. 40 trời, năm. Trên cây còn máu luôn kìa. Đâu? Trời ơi, còn vết máu à. Vết máu của chú anh chị. Cái này cây đó, nó đập gì nè. Đó, đập là bên đây nó bầm bên đây. Bầm bên đây. Là nó không đập. Là chú Tào tới là nó còn hiện trường. Ờ, còn luôn. Rồi xong rồi một người đồng nghiệp của chú đếm. Cưa tiếp xong cưa. Rồi đưa xuống. Ờ, cưa rồi xong chú Tạo là ôm chạy ra đường. Ờ, tôi ôm từ đây ra tới đó luôn. Trời ơi. Mở dây buộc mình ngang hết nè. Dạ. Rồi thả trên dây thả. Sao cái góc là chỗ nào được chú Tạo? Tốt rồi đó. Mà gì cây cối gì đây mà ẩm đó mà không có nghe cây cối gì chứ. Giống như hôm bữa đó chú quảng hốt mà đưa ẩm ra đường luôn á. Trời, cây gì mà nó đi không nghe cái gì hết trơn á. Cây này là cây đàn đúng không chú? Bạch đàn. Cái nhang rồi đây. Nó chạy nhánh rồi trơn rồi không còn gì hết trơn, còn nhánh một á. Hồi xưa giờ phải nói là cái cây bạch đàn này là to nhất hồi đó giờ mình từng gặp luôn á. Đúng rồi. Bình thường á là người ta bạch đàn người ta sẽ trồng, người ta lấy gỗ. À, cái gốc nó vừa lớn lên đó là người ta sẽ chặt để mà lấy gỗ rồi. Trời ơi, cái gốc này của chú anh chị. Đó, nó cưa hai cây này là đó, cây đó nữa. Cái gốc này tính ra cũng 60, hơn 60 á. Trên 60. Trên 60 luôn. Trên 60. Quá. Ở dưới nữa nghĩ chắc hơn cả mét. Ừ. Hai thằng ôm nè. Cái gốc á, hai thằng ôm. Hai thằng ôm. Dạ đúng rồi, quá to luôn của chú. Như bình thường á. À, chú đi cưa cây á, cây to như thầy chú có dám cưa một mình không? À, không ạ. Bữa đó mẹ nó rồi chủ nhà chủ cây này hối quá. Nói chung là cũng là số của chú. Cái số nó xui rủi của nó luôn. Số xui số rủi vậy. Ừ. Rất là nhiều như hồi nãy á, chú cũng như gia đình chia sẻ con cái thứ nhất á là ngày đó mưa. À. Mưa một phần, nhưng mà một phần thì chủ nhà cũng muốn cưa cho nó xong. Ừ. Mà trở ra đập cái thứ hai á, vừa nói xong là trời hết mưa là bắt đầu là chú đếm đi. Ừ. Phải nói là rất là một cũng như là nó trùng hợp với chú anh chị. Rồi sau đó nữa là đang cưa mà bị kẹt máy cưa. Ừ. Chạy vô nhà một người đồng nghiệp mượn cái máy của đồng nghiệp. Rồi xong trong cái đó là đồng nghiệp là nói là đợi nửa tiếng sau xong rồi hai anh em đi luôn. Ai ngờ mình anh chú rèo. Không nghĩ tại sao mà ai khiến chú đếm không mà đếm từ đi luôn với chú anh chị. Tự một mình đi luôn, sau đó ra gặp sự cố. Tao mình vào trong mắt mình đứng cho con hỏi thêm vài chuyện ở nhà chú Tạo. Đây vô đây coi. Dạ. Rồi mà ẩm nó xuống đường mình nè. Hạ cho nó ngả tay đây luôn. Là hạ. À. Ừ, từ góc là đưa chú đã chú à. Chú đem xuống ngay cho em. Ngay đây luôn. Là đúng rồi, trên cây tuột xuống á. Ừ. Trên đọt cây trên á. Hạ dạ. Chúng nằm tại đây luôn. Xong là chú cho vòng chạy vòng chú đếm ra phía đầu lộ luôn. Ừ. Đầu lộ xong rồi ra những cô chú anh chị bà con hàng xóm ẩm chú về nhà luôn hả? Ừ, ẩm về nhà luôn. Trời ơi. Từ đây mà tao bỏng về tới đó luôn. Phòng bên này là phần mộ hả chú? Phòng mộ. Bởi vì cái cây này đó trồng ở đây sợ ngã vô nên là nhà mồ. Đúng rồi. Đó, bởi vì dạ. Cây này mà nó ngã nó đập thẳng nó luôn á. Bởi vì sợ mà ta mới hối dữ lắm. Cái chiều dài của cây này cũng nghĩ rất là dài luôn á. Ba mấy thước. Ba mươi mấy thước. Ừ. Ba mấy thước. Phải nói một cái cổ thụ của cô chú chị. Hồi giờ em chưa gặp loại cây nào mà to cây này là coi cây bạch đàn. Cây bạch đàn là mà cái to đàn. Giống này luôn của cô chú anh chị.
Lúc trước bây giờ mình nhìn nó ngang cây dừa, thân nó ngang cây dừa là hết thôi. Ngang cây dừa này là cũng là to lắm rồi đó. Bây giờ cái cây đó là dạ, cao hơn cây đó nữa, nó bằng cái đọt trên đó. À, nó cao vậy đó. Cao hơn cây dừa đúng không? Ờ, cao hơn nữa. Là tính ra cũng 30 thước, 30 thước là quá dữ vậy. Vậy là nếu mà tính từ, nếu mấy cái cây này còn đứng đó chú, là tính từ cái góc này theo như cây này ha, sẽ lên tới đâu cái chỗ chết, thuốc ra trên trên đọt đó, ngay trên đọt đó luôn hả? Là hôm bữa đó là trên đọt á, là chú đếm treo lên lưỡng, treo lên lưỡng ngắn cái đọt đó, thuốc trên đọt đó, xu say treo nằm. Mà cũng sao mà xu, tự nhiên tại sao mà chú đếm phải đưa cái đầu mình cho trong đó làm gì ta? Đưa chỗ đó mà chịu cầm mấy cưa rồi nó ngã. Giống như mình chàng cái tay vào. Một tay mình chàng cái cây, còn tay mình rút đầu mấy cưa gì nè, xong mình cầm cưa rồi rút. Còn nghĩ là số của chú đếm tới. Chứ bằng cây có người chữa. Đây là mà mình bà chết đẻ chết nè. Còn bên đó bị trời đánh nè. Trời ơi, khu vườn này cũng có trời đánh rồi hả? Ở đây bởi vì cây cối nhà cửa người ta mà nó đốn nó ngang có đi giá gian gì hết. Cái đó mình nói ra chị Đoan nghe. Dạ. Đó, thì mình nghĩ ý theo là mình hiểu quá chú Tạo quá. Là người sẽ có. Bởi vì là như gia đình nói, ngày hôm đó mưa rồi là không muốn đi rồi, mà cuối cùng đi là trời hết mưa là đi. Mà trong đó là cưa, cái lưỡi cưa đầu tiên nó đã bị đứng rồi. Ba lưỡi luôn. Mượn ba cây cưa luôn. Mượn ba cây cưa luôn hả? Giật không chạy. Mà cây thứ ba, cây thứ tư nó mới cắt được. Giống như cũng có là cái niềm mắc bảo là không nên đi rồi. Nhưng mà số chú thì... Nó tới nó rồi. Mà cũng nghĩ mà chú đúng gọi là tới số luôn á. Cái cây như to như thế này mà đi một mình trong lúc mà mưa gió nữa, trời gió nữa. Phải có tao đó thì mình buộc cái nhánh đó đó. Mình có những gì mình lại gỉ dây quanh đó, cho nó ngã xuống đó, đâu có đập được đâu. Mà cái này lúc trước mình... tới giờ là chú Tạo đi với chú Đếm rất là nhiều lần, có loại cây nào mà to hơn loại này không? Không có cây nào to hơn cây này. Cây này là to nhất hơn cây nhất là mấy, cả hơn cả chục năm nay là chú đi làm với chú Đếm là cây này lớn nhất. Cây này lớn nhất hàng. Nhưng mà đi một mình nữa. Rồi gì? Phải nói là nói về tâm linh cũng như là phải có điều mất bảo, cái điều gì đó để mà khiến chú đi. Bởi vì cái dừa, ví dụ dừa gần vậy đó hen, nó hai cái dừa đó vậy đó, nó nếm lá nó đeo qua luôn. Là leo giỏi gì đó hả? Leo dừa vậy đó, cao hen chứ bay thấp gì đó, đó nếm lá đu qua luôn. Nói chung thì nó gọi là chuyên nghiệp vậy đó. Chuyên nghiệp leo dừa. Đấy, hơn chục năm, 20 năm, 10 mấy 20 năm mà đâu bây giờ. Mười mấy 20 năm leo dừa, leo dừa mướn. Từ lúc trước mà đi mà với chú Đếm á, thì chú Tạo với Đếm có gặp cái trường hợp nào mà khó khăn hay là nó nguy hiểm không? Không có khi nào hết trơn. Ví dụ nó leo lên chảnh rồi nó buộc dây đàng hoàng hết trơn, tao kêu nó mới cưa. Vậy không à? Tự nhiên hôm nay là... Mà tự nhiên nó làm vậy đó. Có cái trường hợp nào mà mình cảm thấy là khó nhất đó giờ? Cũng có nữa. Khó mà nó không có hoàn cảnh kiểu này. Khó là khó như thế nào chú? Ví dụ khó thì ví dụ hộp cây cối rồi nó khó đó, thì mình cũng chia sẻ rồi mình buộc dây rồi mình gị rồi kia tiếp với nó, là cái đó là khó. Kiểu như là khó là do cái hướng mà ngã đúng không? Sợ ngã vô nhà hoặc là ví dụ cái nhà gần đó, gần nhà rồi mình mới buộc dây rồi kia gị xuống, đừng cho ngã vô nhà người ta, sợ bể nhà hư nhà cửa người ta đó, có cái đó. Mà có cây này quá khứ. Nhà này không có ai ở chân, hai nhà này không ai ở. Là hai nhà đây bỏ hoang lâu chưa chú ta? Lâu lắm rồi. Hồi mà bà chết, bà sanh chết rồi bỏ luôn tới giờ. Cái nhà bển thì trời đánh rồi bỏ luôn. Là cái nhà đó là người phụ nữ sanh, giống như sanh khó, sanh hụ ba đời luôn ha. Qua đời xong rồi cái nhà bên hông nữa bị sét đánh sau đó rồi bỏ đi luôn. Là bỏ luôn tới giờ. Bỏ luôn tới giờ đó. Trù tính ra cũng là cũng rất là nhiều. Nếu mà về tâm linh đó, con nghĩ cũng có rất là nhiều trong này. Cái khu này ghê lắm luôn á. Vậy khu vực này dữ lắm. Theo như tụi con được biết á, là giống như là tâm linh thì ở đâu cũng có người ngự. Đúng rồi. Giống như thường là những cây cổ thụ á, là sẽ có những cái vong hồn, vong linh ở trong đó, chú ngủ trong đó. Cái cây này là tính ra là bốn mấy năm. Dạ. Cây này cái tàn nó bự lắm ạ. Trước đó thì chú Đếm á, có cái biểu hiện gì lạ hoặc là nói những cái câu gì với không, chú không? Không có nói cái gì hết trơn. Nó chỉ là
bình thường đi cắt thôi, nó nói mà già coi chừng chết trước tôi à. Nó vậy đó. Mà giống như là những câu chú cháu mà giỡn cho giỡn làm cái gì cho đó. Nó khỏi kiệt mệt mệt giỡn giỡn chọc giỡn chú cháu vui là mình không nghĩ tới chuyện mệt. Đâu có nói ngờ đâu mà nó gì vậy. Là đầu tiên là hạ hai cây kia rồi. Hạ hai cây rồi. Là hôm bữa hai cây đó là chú đếm hạ với ai chú Tạ? Với thằng ở trong kia. Cũng bạn với nó nữa. Mà hạ rồi thằng kia là cũng đi hạ cây luôn nữa. Thằng kia bữa đó là nó đi rước con cha. Cha nhà thờ. Rước con cha rồi nó dặn ở nhà. Là cái anh mà hẹn cho chú đếm là nửa tiếng sau hai anh em đi luôn. Đó. Thằng đó đó. Là nó đi rước con cha. Nó nói thôi giờ ở nhà thì ta đi chừng tiếng hai tiếng hồ về hai đứa mình lại cắt. Mà ông chủ ông hối quá đi rồi. Trời không lợi không cắt đó. Không đợi thằng kia về. Phải thằng kia về là không chết. Thằng kia về thì nó cưa buộc dây buộc giạc hai thằng. Rồi đâu có chết đâu. Nói chung có cây nào mà khó khăn mà buộc dây là không bao giờ. Chúng con nghĩ một phần cũng là do. Nó khiến. Có một cái điều số khiến này đó. Chứ con nghĩ chủ cũng không có muốn sự việc này xảy ra đâu. Vậy. Thì mà con nghĩ chắc mà hôm bữa đó cái sự việc xảy ra chắc bà con khu vực này chắc tới này rất là nhiều. Đông. Lại nó ngày chia buồn với nó cũng đông. Con có nghe chú Đen chia sẻ, chú Đen là quán cà phê, chú nói là hôm bữa thằng Đếm nó mắc, nó trời người ta khóc quá trời. Bởi vì chú Đếm rất là hiền, rất là vui vẻ, rất là hòa đồng với làng xóm á. Đen thì bữa đó chết rồi nó cũng có qua nữa. Dạ. Sáng nay bữa đó là trên dưới là gần 400 con người ta, trên 400. Trời ơi. Ta coi, đứng bên trong bánh kẹo hết trơn. Rồi bên đây nó đường lộ bên đây là kẹo luôn, không có xe chạy được mà. Kẹo cho người lốt công an đó. Thì ý là dân làng thấy vậy đó là tới xem rất nhiều ạ. Nó thấy lạ. Dạ. Rồi. Trời ơi. Thôi vậy mình vô. Đây bây giờ mình vô chú. Để mình vô đi. Để... Cái cây này sao con thấy là vẫn còn để chú mà không cưa ra chứ. Hả? Đưa là cưa làm gì nữa. Chứ biết là chú nhà người ta. Chủ nhà ta cưa không cưa thôi chứ giờ chủ yếu là tùy theo chủ nhà ha, chủ nhà kêu cưa mới cưa ha. Chứ còn thấy ông để nguyên cái cây nhìn ghê quá chút. Nhìn là cứ nhớ lại cái hình ảnh đó. Trời ơi lại dễ thương nó hiền dữ trời, cũng có ai mà nó có ai leo dừa rồi về nó cắt cỏ cho dê ăn thôi chứ nó cái rồi. Ba cây nó 900 ngàn đó. Còn có một nhánh cuối cùng đó. Đến 3 cây 900 ngàn cũng cực chứ bộ. Trời ơi. Cưa cái cây này nguy hiểm lắm đó. Dữ lắm. 3 cây rồi. Mấy cây cổ thụ mà. Cổ thụ không. Nó ăn cây 300 ngàn cũng cực quá không. Hồi xưa giờ tụi em mới gặp cái cây bình đàn mà nó bự như vậy luôn á. Còn cái nhánh cuối cùng không mà nó dữ. Dạ. Nghiệp. Cái lúc mà anh hay tin đó là nó đâu? Trời ơi, trong nhà ông già tôi mình cỏ sát lên nè. Ý mà cá nói chuyện với nó, ổng còn gịch cũng dây với nó nữa. Rồi cái máy nó hư rồi bắt đầu nó mới xuống, nó mới đi điện cho bạn mượn cái máy. Rồi ông cha ông nói, tao có máy trong nhà kìa. Dạ. Rồi lấy cái máy đi, mượn cái gì. Rồi nó leo lên thì tôi gặp nó, tôi mới chở tôm về như nãy giờ nói chuyện với ông là nó chết rồi. Trời ơi. Nhanh quá. Nhanh, đúng đây nặng. Là nó vừa lấy cây leo lên thì vừa hạ nhánh một xuống nó chết rồi. Để xuống. Nãy giờ rồi. Bằng cách đây bằng tôi với tôi ra đây nói chuyện với ông. Để xuống là rụng liền. Để xuống cái là chết liền. Cái kêu đám mơ ngồi nó thinh này, chạy ra nó la làng lên chết. Là lúc đó anh có nghe tiếng gì không anh? Không, nghe cái tiếng cây nó ngã thôi. Lại tiếng cây nó lớn nữa, giờ chú đám la cũng đâu nghe được. Tiếng cây nó... Không, nó quýnh vô cái chết rồi. Gãy không, không có kịp nói tiếng gì. Gãy cổ ngay, ngay cái hàm này hả? Quất vô cái đi. Vậy là gãy cổ rồi. Cái cực cổ mà nó đeo xuống phải không? Dạ. Rồi kia nó leo lên lấy nó xuống phải không? Là cái đầu nó lắc cái này nè. Trời. Cái đầu đâu còn vậy đâu. Tại nó quýnh vô cái này, cái này xương ngung gì gãy chứ. Thì là gần như là chết ngay lập tức luôn á. Cái cây này là phải không? Dạ. Đây là phải không? Thằng bém thì đây đi. Rồi cái nạn này đưa vô nè. Thằng bém mới dính vô ngoài vậy nè. Dính như trang vậy nè. Dính như nè. Nó gãy ngang, nó đè cái đầu xuống luôn. Cái cây, còn cây đây là thằng đếm đây là cái nhánh này nó sát ép cái cỏ vô mày. Cái nhánh này nó gãy xuống rồi kẹp lại. Kẹp đó, cho nên đưa xuống cái này xong. Vì là nếu là, hồi nãy em thấy còn dấu máu đó. Nó đó. Nếu mà máu đó là máu hồng hả? Máu đó, nó gãy hết cây răng thấy vậy. Thì máu miệng gãy răng, nó gãy răng. Sợ muốn chết.
Sao vậy anh sợ gì? Cũng phải thấy nó vậy đó. Trời, chứng kiến luôn mà. Anh chứng là ám ảnh ha. Ừ. Giờ em thấy còn bánh kìa, bánh nó cúng à. Cúng bánh thì, bánh nhang vong rồi về đó. À. Vậy là gia đình cũng chục vong từ đây để mà về. Về về. Ừ. Kêu gọi về. Mấy cái dấu mà đó làm thấy dấu gì ta? Không, mấy cái dấu này dấu cây thôi đâu có gì đâu. Mà tính ra là chú ghém bóng gan thiệt luôn á. Cái cây mới lớn gì mà dám đi cương mình. Thì nó đa số là làm mình không mà. Nói chung cũng là cái số nữa. Với hồi đó giờ nó cũng làm mà nó leo dừa không, mà sau nó với kia nó mới tỉa nhánh rồi nó leo. Nói chung là nó làm giỏi lắm. Cái gì đụng gì làm đó đúng không? Đụng gì làm đó. Ai kêu gì cũng làm. Rồi đi về đi gắt chết. Ô nó làm đủ kiểu. Thì khổ quá mà, cái gì cũng phải làm để kiếm tiền. Thì ở cái nhánh cây như anh nói là phía trên kìa. Thì hôm bữa đó là anh là người đứng nói chuyện với anh đếm luôn. Nhưng mà mình không... Ông già hồi lúc anh về thì đếm nó còn cầm cái cưa. À cũng như vô nhà anh lấy cái cưa ha. Hồi lúc nó vô nhà lấy gọi đi ra tới này nè. Giật. Rồi anh mới chở tôm về. Thì chưa được 5 phút một hộ ngã cái nhánh xuống là đếm chết luôn. Trời ơi, giống như là anh đang phá dịch trong đó và anh còn trong đó. Ừ. Trong anh đếm đang này làm việc. Làm cái dịch ông cha ông la lên, ông đếm chết rồi. Đếm bị cây đè, tôi đó tôi chạy ra đây, đụng dòm lên thì mặt mày tím chết dạ. Liền không. Vậy là mà ba anh là người phát hiện đầu tiên. Ừ. Nói chung là chú cũng như là gần nhà ra đứng chơi á, đứng coi ông cha tôi cũng bằng cá bên đó đó. Dạ. Bên sông nó dòm qua bữa mà thấy nha. Bên sông nó đứng nghẹt rồi bả, nó dòm qua thấy đó. Trời. Chứ mấy chục mét mình. Tao tao cái nãy nhìn thì ông nghĩ giờ nó cao hơn cây dừa là nhìn thấy rồi đó. Nãy chú tạo nó tuốt trên đoạn cây như nếu mà cây còn đứng là tuốt trên đoạn cây. Đúng rồi. Mà nó nằm mà cây này thì nó cao hơn cây kia chứ. Cái cây này bự gấp mấy lần mà. Hồi nãy em có nghe bà con chia sẻ như là mới hôm qua hôm nay vậy, có người thấy chú đếm về hả? Nghe nói cho mình không nghe, mình không thấy. Hôm bữa là dân làng ở đứng bên kia chắc đông luôn anh. Trời ơi, trời ơi, cái khu này tôi nói không có chỗ nào xe đâu. Cái cây với cây nhìn ớn lạnh thì cũng. Đây nè. Là... Đây là coi cái nạn kìa. Chú cô chú dịch đây là đây một lần nữa chỉ nhắc cùng cô chú. Đi tới chỗ. Linh thân quay cận cảnh cái cây cho quý cô bác anh chị xem nè. Cái này là cái mấy cái bánh còn. Dạ vâng, em cảm ơn anh nha. Chia sẻ với cô bác á, anh cái anh mà vừa trò chuyện với anh em mình á là ảnh là nhà sát bên đây luôn. Ba của ảnh là người đã phát hiện chú đếm người đầu tiên. Và đây là cái thân cây. Cây này phải nói là cây cổ thụ rồi cô bác anh chị, không phải là cây thường nữa nè. Thường những cây như thế này á thì cưa á, thì phải muốn đụng vào cái cây này thì phải thắp nhang cúng kiến, vì những phần cây này rất là linh và có những người trú ngụ trong đây. Nhưng mà hôm đó thì chú đếm không cúng kiến. Đây là những dấu cưa rồi có bác anh chị. Đây là những dấu cưa mà đi vào nè. Cái này là hạ cây xuống rồi cô bác anh chị. Rồi ngã qua bên đây. Còn đây là cái cây mà chú đếm đã hạ trước. Lúc mà hạ trước thì hai người hạ. Mà đến khi cái cây lớn lại có một mình chú đếm làm. Và xảy ra một sự việc như vậy luôn. Ở phía sau này thì rất là tầm. Là cô bác anh chị nè. Đây là một cái cây nè. Và đây là cây nữa nè. Và cây đó, cây lớn nhất là cây thứ ba. Rồi tới cây thứ ba thì xảy ra tai nạn. Để đang quay cái gốc cây thứ hai cho các bác anh chị xem. Cái cây này
Chị đang thấy cũng rất là nâu râm rồi, toàn là cổ thụ không à, chứ không phải là cây bình thường đâu cô bác chị. Thì ngày hôm nay đang có mặt ở đây để chia sẻ lại cái vụ việc này cho cô bác anh chị xem. Hoàn cảnh gia đình chú Đếm thì rất là khó khăn, và hiện tại là đang thiếu nợ và đang không có đủ kinh phí để làm mộ cho chú Đếm. Và tất cả những cái chi phí hôm bữa giờ mai táng ở trong nhà đều là mình mượn trước rồi mình trả sau. Hiện tại là nghe gia đình chia sẻ là không có đủ gì hết cô bác anh chị. Thì nếu mà cô bác anh chị có xem và thương hoàn cảnh của chú Đếm á, thì mong mọi người có thể là mọi người góp một ít để giúp đỡ cho chú Đếm và giúp đỡ cho người vợ còn lại và mấy đứa con nữa. Giờ thấy thật sự là rất là tội luôn. Đăng sẽ quay cận cảnh cái nạn một cái ngã ba mà nơi mà chú Đếm đã treo người ở đó. Ở trong đây thì hiện tại là khá là kín nè cô bác anh chị, còn cái dấu máu nè, chắc là cái đầu hướng qua đây. Thì cầu mong vong linh của chú Đếm cũng được siêu thoát về nơi an nghỉ cuối cùng. Và cũng nếu mà chú có linh thiêng á, thì chú phù hộ, hỗ trợ cho gia đình những người thân còn lại của chú có thể là được một sức khỏe khỏe mạnh, và sẽ được nhiều cô bác anh chị mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho chú xây được cái phần mộ còn lại. Gia đình thì có nói là bây giờ cho dù có mượn nợ, có thiếu nợ đi nữa cũng gắng làm cho xong, lo cho xong cái đám tang, cái lễ tang của chú.